Hoài Sa và Thi Nhung xin thân ái kính chào quý vị. Quý vị đang đến với phần tin Top News cho thứ Bảy ngày 13 tháng 1. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thi Nhung. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần Top News ngày hôm nay là một bản tin có liên quan đến tình hình trên thế giới cho biết Tunisia đã bắt giữ thêm được 150 người tham gia vào cuộc biểu tình quá khích. Lực lượng an ninh Tunisia đã vừa bắt giữ thêm 150 người biểu tình quá khích, trong đó bao gồm nhiều nhà lãnh đạo thuộc đảng đối lập ở địa phương vào ngày thứ Sáu 12 tháng 1, nâng tổng số người bị bắt trong phong trào tuần hành chống chính phủ lên mức 800 người kể từ đầu tuần cho đến nay. Những màn biểu tình bạo lực đã nổ ra trên khắp các thành phố lớn của Tunisia vào ngày thứ Hai 8 tháng 1. Nhiều người dân bản xứ đã châm lửa, phóng hỏa những văn phòng chính phủ, buộc giới hữu trách phải phái cảnh sát và quân đội tới các thành phố cùng với thị trấn đông người sinh sống để giữ an ninh. Các nhóm đấu tranh và chính trị gia thuộc đảng đối lập đã kêu gọi cư dân tiếp tục xuống đường biểu tình để phản đối tình trạng vật giá leo thang và chính sách tăng thuế tại thủ đô Tunis vào ngày Chủ nhật 14 tháng 1. Đúng vào dịp cộng đồng thế giới đánh dấu 7 năm ngày nhà lãnh đạo độc tài Zine El Abidine Ben Ali của New Tunisia bị lật đổ trong phong trào nổi dậy mùa xuân Ả Rập. Có ba giới chức thuộc đảng đối lập Popular Front đã bị bắt tại thành phố Gafsa khi đang châm lửa phóng hỏa một văn phòng chính phủ. Trong khi đó, thì nhiều nhà thờ tại Chile đã bị phá hoại vào 3 ngày trước khi diễn ra chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Thưa quý vị, những kẻ tấn công không rõ danh tính đã vừa tới đốt phá 3 ngôi giáo đường tại thủ đô Santiago của Chile vào ngày thứ Sáu ngày 13 tháng 1, khiến cho các tòa nhà bị hư hại nhẹ. Các nghi phạm ngoài ra còn để lại những bức thư đe dọa Đức Giáo Hoàng Francis. Chỉ 3 ngày trước khi vị chủ chân của Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ tới thăm quốc gia Nam Mỹ nơi trên. Ngoài việc châm lửa phóng hỏa, đương sự còn ném bom tự chế vào 3 ngôi nhà thờ, cũng như là rải truyền đơn trên khắp đường phố. May mắn thay không có bất kỳ một ai bị thương vong. Vào ngày thứ Hai ngày 15 tháng 1 tuần tới, Đức Giáo Hoàng Francis sẽ ghé thăm 3 thành phố lớn của Chile, bao gồm thủ đô Santiago, Temuco và Iquique. Ngài là vị giáo hoàng quốc gốc cho Mỹ Latin đầu tiên tới thăm Chile. Buổi thánh lễ do ngài đích thân chủ tọa tại Santiago, theo dự trù sẽ thu hút hơn 500.000 người. Sang đến ngày 18 tháng 1, Đức Giáo Hoàng sẽ công du sang thủ đô Lima của Peru. Cảnh sát Congo dùng hơi cay để giải tán các tín đồ công giáo tại thủ đô Kinshasa. Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát Congo vào ngày thứ Sáu 12 tháng 1 đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông sau khi có nhiều tín đồ công giáo cùng nhau quy tụ trên khắp các ngã đường ra vào của thủ đô Kinshasa để tưởng nhớ tới 7 người từng bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Joseph Kabila cách đây khoảng 2 tuần lễ. Giới chức trách cho biết họ lo sợ cuộc tụ tập nêu trên nếu không ngăn chặn kịp thời có thể trở thành một phong trào tuần hành mang động cơ chính trị. Được biết trong suốt 2 năm trở lại đây, có rất nhiều người đã bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Congo. Trong bối cảnh tổng thống của quốc gia phi châu này là ông Joseph Kabila bị cáo buộc đã bám víu vào quyền lực. Thêm vào đó, tình trạng bạo loạn sắc tộc đang có nguy cơ đẩy Congo vào cảnh chiến giống như một thế kỷ trước đây. Đúng vào dịp tân niên, tức là ngày 1 tháng 1 năm 2018, cảnh sát Congo đã nổ súng bắn chết 7 người biểu tình chống chính phủ, trong bối cảnh người dân trên toàn quốc cùng đồng loạt xuống đường yêu cầu Tổng thống Joseph Kabila từ chức. Bản tin tiếp theo có liên quan đến Á Châu cho hay Nhật Bản ra lệnh tiêu hủy gia cầm trong bối cảnh dịch cúm gia cầm tiếp tục lan rộng. Thưa quý vị, với lãnh đạo Nhật Bản đã mở rộng diện tích khu vực tiêu hủy gia cầm sang tỉnh Kagawa vào ngày thứ Sáu ngày 12 tháng 1. Trong bối cảnh dịch cúm gia cầm đã được xác nhận là đang hoành hành bên trong một nông trại ở mạn tây của quốc gia này. Phát ngôn nhân Bộ Canh Nông và Lâm nghiệp cho biết, chính phủ đã ra lệnh tiêu hủy 91.000 con gà để ngăn chặn sự lây lan của virus cúm gia cầm H5N6, sau khi những loài gia cầm đang được chăn nuôi tại thành phố Sanuki thuộc tỉnh Kagawa được xác nhận là dương tính với loại virus nguy hiểm này. Đây là đợt bùng phát virus cúm gia cầm đầu tiên được ghi nhận tại Nhật Bản vào mùa đông năm nay. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp nhằm mục đích đi tìm kiếm giải pháp giúp cho ngăn chặn sự lây lan dịch cúm gia cầm. Trong suốt khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2016 cho đến tháng 3 của năm 2017, có tổng cộng là 1,67 triệu con gà đã bị mang đi tiêu hủy ở Nhật Bản sau khi phát giác đã lây nhiễm virus H5N6.
Thưa quý vị, có hàng trăm thành viên của một nhóm Hồi giáo bảo thủ đã biểu tình để phản đối trang mạng xã hội Facebook tại Indonesia. Hàng trăm tín đồ Hồi giáo theo đường lối bảo thủ tại Indonesia đã cùng nhau xuống đường biểu tình về phía tổng hành dinh của trang mạng xã hội Facebook ở thủ đô Jakarta vào ngày thứ Sáu 12 tháng 1. Sau khi cáo buộc công ty công nghệ này, hành vi phân biệt đối xử đối với các tổ chức tôn giáo như Đạo Hồi. Nhiều người đã tỏ ra vô cùng giận dữ sau khi giới chức trách trang mạng xã hội Facebook ngăn chặn người dân vào xem các tài khoản do những tổ chức tôn giáo theo đường lối cứng rắn thành lập, vì cho rằng những trang web này chứa đựng nhiều nội dung mang tính thù địch và tuyên truyền tư tưởng cực đoan. Tất cả những người tham gia tuần hành đều khoác trên người bộ trang phục màu trắng. Có người là thành viên của nhóm Hồi giáo cứng rắn Islamic Defenders Front, viết tắt là FPI. Trong Tam Cá Nguyệt thứ hai của năm 2017, trang mạng xã hội Facebook đã có lượng người sử dụng lên đến 115 triệu người. Tiến trình giải cứu vẫn đang tiếp diễn sau vụ va chạm tàu thuyền trong hải phận của Trung Quốc. Thưa quý vị, có tổng cộng là có đến 14 chiếc tàu đã được phái tới tham gia vào tiến trình dập tắt hỏa hoạn và giải cứu những người bị mất tích. Sau khi một chiếc tàu chở dầu mang tên Sanji đã đụng trúng tàu chở hàng của Trung Quốc trong vùng duyên hải phía đông của quốc gia Bắc Á nêu trên. Đây là vòng giải cứu thứ ba được giới chức trách tiến hành sau khi hai màn giải cứu trước có không mang lại kết quả. Những chiếc tàu cứu nạn đã cố gắng dập tắt ngọn lửa đang hoành hành trên con tàu chở dầu, trong bối cảnh chiếc tàu này đang có nguy cơ phát nổ và chìm dần xuống đại dương. Làn khói được phát ra từ đám cháy cũng đang đe dọa tới sức khỏe của các nhân viên cứu nạn. Công cuộc giải cứu đang diễn ra trong phạm vi 1.000 hải lý vuông. Sau gần một tuần lênh đênh trên biển, tàu chở dầu Sanji đã phải trôi khỏi vị trí gặp nạn ban đầu khoảng 25 hải lý về hướng Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin Top News cùng với Thi Nhung và Hoài Sa. Sau một vài phần tin thương mại sẽ là những bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.